Đối với con tôm, phòng bệnh là chủ yếu, chứ còn điều trị thì gần như là không có thuốc để điều trị nó. Bởi vì khi bệnh dịch mà đã xảy ra thì là sử dụng thuốc kháng sinh thì chúng ta gần như bây giờ là đã cấm sử dụng rồi. Cho nên chúng ta chủ yếu là đối với nuôi tôm là chúng ta sẽ là sử dụng là phòng bệnh là chủ yếu. Và phòng bệnh như vậy chúng ta sẽ sử dụng những cái loại gì để chúng ta phòng được những cái bệnh ở trên tôm? Thì ở trên tôm là chúng ta thực hiện là nuôi tôm theo cái an toàn sinh học. Thì nuôi tôm an toàn sinh học đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm về chế phẩm vi sinh để thực hiện chúng. Và ngoài những chế phẩm sinh học ra thì chúng ta sẽ làm các biện pháp như thế nào để đảm bảo về cái an toàn sinh học trong nuôi tôm? Thì để đảm bảo được an toàn sinh học trong nuôi tôm thì chúng ta thực hiện rất là nhiều các biện pháp và phải phối hợp được đồng bộ với nhau thì chúng ta mới quản lý được cái ao nuôi tôm của chúng ta khỏe mạnh và đạt được cái vụ nuôi cao. Thì trong đó thứ nhất là quản lý về chất lượng nước. Thì chất lượng nước thì chúng ta cũng đã vừa được nghe thầy Phú báo cáo về những cái độc tố hay là những cái quản lý như thế nào để đảm bảo được một cái chất lượng tốt cho ao nuôi tôm của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta cùng phải quản lý về chất lượng nước thì phải quản lý được về thức ăn và khoáng chất. Thức ăn và khoáng chất thì quản lý như thế nào? Chúng ta sẽ là phải sử dụng những thức ăn mà có nguồn gốc rõ ràng và cái lượng thức ăn đưa vào như thế nào để đảm bảo được cho con tôm sinh sản, sinh trưởng và phát triển. Và một cái biện pháp để đảm bảo an toàn sinh học nữa đó là chúng ta phải quản lý được dịch bệnh. Dịch bệnh là chúng ta phải quản lý từ trước khi mà con tôm nó bị bệnh và ngay từ đầu vụ nuôi là chúng ta phải quản lý được việc này rồi. Vì trong tất cả những cái loại bệnh như con tôm thì chúng ta đều được nghe thấy là không có thuốc để điều trị mà phải phòng bệnh ngay từ đầu. Và một cái biện pháp nữa để đảm bảo an toàn sinh học đó là về cơ sở hạ tầng quản lý và mô hình nuôi tôm. Thì hiện nay chúng ta có rất là nhiều những cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao mà anh chị các nhà nuôi tôm thì chúng ta cũng đã áp dụng và thực hiện rồi. Và cái cuối cùng chúng tôi muốn nói đến đó là cái quản lý sử dụng kháng sinh, hóa chất và chế phẩm sinh học. Thì chúng ta sẽ đi chính vào cái một phần quản lý về hóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học này. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ thảo luận là vì sao mà chúng ta cần nên sử dụng những cái chế phẩm sinh học và giảm bớt những hóa chất và kháng sinh ở trong ao nuôi tôm để chúng ta đạt được một cái vụ nuôi tôm mà có kết quả cao. Thì tôi xin nói thêm về cái phần là hậu quả của việc mà mình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm. Thì như chúng ta đã biết là trong nuôi tôm, khi mà chúng ta sử dụng nhiều như vậy thì nó ảnh hưởng cái trước tiên đó là đến con tôm của chúng ta. Khi mà đã sử dụng về nuôi tôm thì nó tác động sau khi sử dụng kháng sinh, con tôm sẽ chậm lớn, đó là điều đương nhiên. Vì nó ảnh hưởng tác động tới đường ruột của hệ nuôi tôm mà, thành ra chất ăn khi mà mình sử dụng kháng sinh rồi, cái ảnh hưởng trước tiên của mình đó là vào đến với con tôm. Thứ hai là con tôm sau khi sử dụng kháng sinh rồi nó sẽ giảm sức đề kháng và rất là dễ bị nhiễm những bệnh khác vào trong con tôm. Cái tác động thứ hai đó là trực tiếp đối với ngay bản thân con người của mình, đối với người nuôi thủy sản và với người ăn cái con tôm đó cũng vậy. Bởi vì người ăn con tôm đó nó có thể là truyền những cái gen kháng kháng sinh từ ở trong con tôm đó tác động trực tiếp đối với người nuôi của chúng ta. Và những cái tác nhân gây bệnh trên con tôm mà bị sử dụng kháng sinh nó còn tạo ra những cái chủng kháng thuốc, và những chủng kháng thuốc đó lan truyền và nó có thể là truyền cái kháng thuốc đó đến người sử dụng, nên nó cái ảnh hưởng của nó rất là lớn. Và nó tác động của kháng sinh là đương nhiên nó sẽ tác động đến cái môi trường nuôi tôm, vùng nước và môi trường sinh thái. Và cuối cùng hậu quả của nó sẽ dẫn đến là thiệt hại về kinh tế. Thiệt hại về kinh tế sẽ là tốn kém trong nuôi nè, hiệu quả khi mà sử dụng nhiều kháng sinh nó hiệu quả thấp và khó khăn về thị trường. Thì như chúng ta đã biết là đối với con tôm thì thị trường xuất khẩu là quan trọng. Và khi mà chúng ta đã sử dụng kháng sinh mà người ta kiểm một cái mẫu tôm mà có dư lượng kháng sinh thì đương nhiên là chúng ta không xuất khẩu được rồi. Cho nên nó sẽ tác động rất lớn đối với cái thị trường xuất khẩu này và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái kinh tế của chúng ta.
Và ở đây là một cái mô hình để cho chúng ta thấy được là một cái đây là trong một cái đường ruột, mô hình tái tạo lại trong đường ruột của con tôm. Thì trong đường ruột của con tôm nó sẽ có những cái vi khuẩn có lợi cũng như những vi khuẩn có hại, và đồng thời nó có cả những cái ký sinh trùng mà như chúng ta đã được nghe cô Quanh trình bày ở trong hồi sáng. Đó là khi trong điều kiện bình thường một con tôm khỏe thì vi khuẩn có lợi và những cái vi khuẩn gây bệnh và ký sinh trùng nó cùng tồn tại trong cái đường ruột của con tôm như thế này. Thì nếu như con tôm khỏe mạnh thì cái niêm mạc đường ruột nó sẽ được bao phủ bởi những cái vi khuẩn có lợi. Thì khi vi khuẩn có lợi được bao phủ cái trong cái niêm mạc đường ruột như thế này thì những cái vi khuẩn có hại sẽ không có cơ hội để tấn công được vào cái niêm mạc đường ruột này để gây bệnh. Và nếu như chúng ta sử dụng kháng sinh để phòng bệnh thì lúc mà chúng ta sử dụng kháng sinh phòng bệnh thì đương nhiên kháng sinh tiêu diệt cả những vi khuẩn có lợi cũng như những vi khuẩn có hại. Thì khi đó đường ruột của chúng ta nó sẽ bị yếu đi, là do có thể những cái vi khuẩn có lợi ở đây nó đã bị tiêu diệt đi, và những vi khuẩn có hại đôi khi nó cũng là tác động đến cái niêm mạc đường ruột này làm cho con tôm của chúng ta yếu đi. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải làm như cách nào? Chúng ta cần phải bổ sung thêm probiotic trong cái giai đoạn, nếu như mà đã sử dụng kháng sinh rồi thì cần phải bổ sung cái probiotic vào. Thì lúc đó cái niêm mạc đường ruột nó sẽ tiếp tục được những cái vi khuẩn có lợi mà chúng ta bổ sung vào hỗ trợ cho nó để làm cho nó cái niêm mạc đường ruột tốt lên. Và ngoài cái việc mà cái vi khuẩn probiotic nó che chở cái niêm mạc đường ruột đó, nó còn giúp cho tiêu hóa tốt. Và khi tiêu hóa tốt như vậy thì đương nhiên con tôm của mình nó sẽ tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, trong cái probiotic này nó còn có thể tác động đến đến cái hệ miễn dịch của con tôm để tăng sức đề kháng nữa. Thì đây cũng là cái mô hình mà chúng ta thấy được rõ hơn là khi nếu như mà những lợi khuẩn mà chúng ta bổ sung được đầy đủ thì nó bám đầy dày ở cái niêm mạc thành ruột như thế này, và những cái mầm bệnh sẽ không có cơ hội để mà bám vào cái thành ruột để gây bệnh cho con tôm. Và đó là chúng ta đã thực hiện một cái biện pháp phòng bệnh mà không làm cho con tôm bị bệnh, mà chúng ta sẽ chủ động chứ không đợi chỉ khi con tôm nó bị bệnh thì mới dùng để điều trị. Đây là một cái sơ đồ để cho chúng ta thấy được cái tác động mà của probiotic trên con tôm. Thì chúng ta thường probiotic sẽ có hai hướng để mà sử dụng. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng là bổ sung vào trong thức ăn. Thì khi bổ sung vào trong thức ăn, đi vào trong đường ruột của con tôm thì nó sẽ là giúp, thứ nhất là nó tăng khả năng tiêu hóa trong đường ruột của con tôm do nó có khả năng tiết ra những enzyme. Thứ hai là nó còn có khả năng là ức chế những vi khuẩn trong đường ruột đó, và chính vì vậy nó giúp cho con tôm được tăng trưởng. Thứ hai nữa là nó có thể là ức chế những cái mầm bệnh mà có ở trong cơ thể tôm, cũng như trong nếu mà sử dụng trong môi trường thì nó cũng có thể ức chế những vi khuẩn trong môi trường. Ngoài việc ức chế đó thì nó còn làm gia tăng cái hệ thống miễn dịch ở trong, làm cho con cơ thể tôm khỏe mạnh và bảo vệ được cho con tôm chống lại cái bệnh. Cái đường sử dụng thứ hai đó là chúng ta bổ sung trực tiếp vào ao nuôi. Thì tại sao mà chúng ta cần phải bổ sung cái probiotic vào ao nuôi? Thì thứ nhất là khi mà vi khuẩn có lợi có hại ở trong cơ thể của tôm mà nó thải ra ngoài môi trường ngoài thì nó sẽ đi vào đâu? Đương nhiên nó phải ở trong cái môi trường nước rồi. Và nó thải ra môi trường nước như vậy, bằng cách nào chúng ta khống chế được cái những cái vi khuẩn đó thì chúng ta sẽ dùng cái probiotic bổ sung vào trong ao nuôi. Thứ nhất, nó sẽ cạnh tranh và ức chế những cái mầm bệnh có ở trong ao nuôi. Thứ hai là nó còn có khả năng là giảm những cái độc tố ở trong ao nuôi, như là những cái khí độc mà như thầy Phú cũng đã giới thiệu với chúng ta là ở trong ao nuôi thì nó có xuất hiện những cái khí độc. Và ngoài ra thì cái probiotic ở trong ao nuôi nó còn tiết ra những enzyme để mà nó phân hủy những cái chất mùn bã hữu cơ hay là thức ăn dư thừa ở trong ao nuôi nữa.
Chính vì vậy mà chúng ta phải nên kết hợp giữa là bổ sung vào trong thức ăn và bổ sung trực tiếp vào trong ao nuôi để phòng các bệnh cho con tôm. Thì ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu là cái nhóm vi khuẩn mà chúng ta thường sử dụng, nhất là đó là vi khuẩn Bacillus làm probiotic. Tại sao ở đây tôi nói là mình thường sẽ sử dụng probiotic là Bacillus? Bởi vì vi khuẩn Bacillus này là một cái dạng bào tử và nó có khả năng kháng được với nhiệt độ cũng như là ẩm độ. Chính vì vậy mà nó rất bền ở trong môi trường. Những cái vi khuẩn khác thì nó có khả năng là cũng có tác dụng là phân hủy mùn bã hữu cơ. Tuy nhiên do nó không bền trong môi trường thì khi mà chúng ta sử dụng để đưa vào cái môi trường đó thì nó không có tác dụng gì cả. Và nhóm Bacillus này thì nó gồm có rất là nhiều loài, ví dụ như là Bacillus subtilis, Bacillus lichenliformis hoặc là Bacillus megatherium. Nói chung thì có rất nhiều và mỗi loại nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau. Và ở cái điều kiện của môi trường khí hậu nóng ẩm của Việt Nam thì gần như là những sản phẩm probiotic chúng ta sử dụng là đều từ Bacillus thì nó mới có khả năng tồn tại và phát triển được. Còn những cái chủng khác như chúng ta có thể thấy như là Nitrosomonas hay là Nitrobacter hay là những cái chủng mà không sinh bào tử thì cái khả năng tồn tại ở trong môi trường nó rất là khó. Thì ở đây chúng tôi xin nói thêm một điều, ví dụ như là Bacillus thì nó có hai cái kênh để mà nó giúp chuyển hóa ở trong môi trường nước. Thì cái thứ nhất là nó vừa là vi khuẩn hiếu khí và thứ hai là nó là vi khuẩn yếm khí luôn. Thì ở trong nước nếu như đầy đủ oxy nó tác động như là một vi khuẩn hiếu khí. Còn nếu như xuống dưới đáy ao không có đầy đủ oxy thì nó vẫn tác động như là một vi khuẩn yếm khí để mà và cái lúc mà nó tác động như là một vi khuẩn yếm khí thì nó có khả năng tác động và nó phân giải được cái những chất khí độc ở dưới đáy ao để cho làm cho đáy ao sạch. Thì chúng ta hay thắc mắc là ở cái giai đoạn mà nitrat hóa hay nitrat hóa này thì chúng ta thường là sử dụng cái Nitrosomonas hoặc là Nitrobacter để mà khử những cái khí độc này. Nhưng thật sự là những cái sản phẩm trên môi trường mà như chúng tôi khảo sát và chúng tôi lấy về thì ở cái môi trường và khí hậu tại cái vùng đất mà nóng ẩm như Việt Nam mình thì gần như những cái chủng không sinh bào tử này không thể tồn tại và phát triển được. Chính vì vậy mà khi chúng ta đưa vào trong đáy ao, nhất là đối với Nitrosomonas và Nitrobacter thì nó cần phải có một cái giá thể để nó bám thì nó mới có thể sinh sôi và phát triển được. Nhưng mà trong môi trường nước bình thường thì nó gần như là không phát triển được. Hơn nữa, cái pha phát triển của cái vi khuẩn này nó rất là dài. Nó phải từ 7 cho đến 14 ngày thì nó mới đạt được cái pha tăng trưởng của nó. Và khi chúng ta bổ sung nó vào trong ao nuôi mà đợi tới 7 đến 14 ngày mới đạt được cái pha tăng trưởng của nó thì những cái vi khuẩn cơ hội khác nó đã lấn át mất nó rồi. Chính vì vậy mà nó không thể có tác dụng được trong ao nuôi mình. Một số những cái sản phẩm mình thấy người ta quảng cáo, người ta để trên nhãn là có những cái con đó nhưng thật sự nó không có tác dụng được gì cả. Thì nếu như chúng ta sử dụng được cái vi khuẩn Bacillus và có sinh bào tử này thì cái pha tăng trưởng và phát triển của nó trong khoảng từ 2 ngày đến 3 ngày là nó đạt được cái điểm cực đại của nó rồi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ bổ sung vào thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả hơn. Thì về tác dụng của probiotic thì như tôi đã giới thiệu, ngoài cái việc là đó là làm giảm những cái khí độc cũng hoặc là những cái chất cặn bã hữu cơ trong ao nuôi thì cái vi khuẩn probiotic của chúng ta còn có một cái tính chất nữa, đó là cái tính kết dính. Và cái tính kết dính này rất là quan trọng đối với một vi khuẩn probiotic. Vì có cái tính kết dính này thì nó mới gắn kết được với nhau và nó mới gắn kết được với những cái giá thể mà chúng ta làm theo như cái công nghệ BioLock để nó thực hiện được cái nhiệm vụ là phân giải chất hữu cơ ở trong ao cho chúng ta. Thì với cái tính chất kết dính này thì vi khuẩn Bacillus mà trong phòng thí nghiệm của chúng tôi làm thì phải là những cái con mà có tính chất kết dính cao thì cái khả năng để tạo thành cái probiotic nó sẽ lớn và sẽ tốt hơn là những vi khuẩn khác. Thì bởi vì nó sẽ
chúng sẽ tạo thành những cái mảng, cái mảng bám hữu cơ, và nó trôi ở trên mặt nước như vậy. Và chính những cái đó thì cũng có thể là dùng để làm những cái thức ăn tự nhiên cho con tôm. Như trong giai đoạn tôm còn nhỏ thì chúng ta bổ sung cái probiotic vào, thì cái probiotic đó nó tạo thành những cái mảng bám lơ lửng và nó có thể tạo thành những thức ăn tự nhiên cho con tôm của mình. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta cho con tôm ăn cái probiotic thì nó có thể là sinh những chất kháng khuẩn có tính bắn nhiễm và sinh enzyme. Thì cái này ở ngoài môi trường nước hay là trong cơ thể tôm đều có những tính chất này. Tuy nhiên, đối với cái khả năng mà tăng miễn dịch hay tham gia vào những cái quá trình biến dưỡng thì chỉ khi nào chúng ta sử dụng cái loại probiotic mà bổ sung vào trong thức ăn thì nó mới phát huy được cái tác dụng là tăng miễn dịch hay là tham gia vào những cái quá trình biến dưỡng trong cơ thể tôm. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là cái việc mà mình bổ sung vào trong thức ăn, bổ sung probiotic ở trong thức ăn là một cái việc mà thiết thực, nó sẽ có được cái hiệu quả cao hơn là bổ sung vào trong ao nuôi. Bổ sung trong ao nuôi, chúng ta nên bổ sung song song cùng với trong thức ăn này. Vì trong thức ăn nó sẽ tạo ra ngoài những cái tính, nó sẽ tác dụng được hết, phát huy được hết những cái tính năng mà một probiotic làm được. Như vậy thì chúng tôi đã phân tích những cái tác dụng của probiotic như vậy. Nhưng mà cũng có những người thì bảo ra tại sao mà chúng tôi sử dụng probiotic nhưng nó vẫn chưa có hiệu quả như mong muốn. Thì như thế nào để sử dụng một cái probiotic có hiệu quả? Thì chúng ta sẽ xem xét những cái yếu tố sau đây. Thì chúng ta xem xét, thứ nhất là chúng ta đã sử dụng đúng phương pháp hay chưa. Thứ hai là về thời gian sử dụng, chúng ta sử dụng vào những lúc nào. Và thứ ba đó là cái liều sử dụng, phải đúng liều như thế nào để đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong ao nuôi của mình. Về phương thức sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng là về cho ăn, ngâm hoặc là bổ sung vào trong nước ao. Thì đối với cho ăn thì như tôi đã trình bày nãy giờ là chúng ta nên cho ăn thường xuyên vào trong thức ăn. Thì khi bổ sung cái probiotic vào trong thức ăn thì nó được đánh giá là nó có hiệu quả nhất, vì nó tác động được trực tiếp đến cá thể của con tôm, tăng sức đề kháng, tăng dinh dưỡng cho con tôm. Và một cái loại probiotic nữa chúng ta cần sử dụng là trong cái giai đoạn là chúng ta dùng để ngâm. Ngâm thì chúng ta sử dụng khi nào? Khi chúng ta vận chuyển con giống, vận chuyển đến ao nuôi thì chúng ta cần phải sử dụng probiotic ngâm trong cái dung dịch đó. Và đã có rất là nhiều các cái nghiên cứu là cho thấy rằng là khi sử dụng ngâm như vậy là cái con tôm mình nó sẽ giảm stress và nó tăng sức đề kháng. Khi vận chuyển đến một cái nơi mới, nó sẽ giống như là không lạ một cái chỗ mới, và nó đi vào trong ao nuôi là con tôm của mình nó sẽ khỏe mạnh. Và bổ sung vào trong nước ao là để giảm những cái chất độc hay là cạnh tranh với những cái vi khuẩn mà có mầm bệnh sẵn ở trong ao nuôi đó. Và chúng ta phải chú ý là cái thời điểm sử dụng. Sử dụng probiotic là để phòng bệnh cho tôm. Và phòng bệnh như vậy thì chúng ta phải sử dụng probiotic ngay từ khi bắt đầu vụ nuôi. Khi cải tạo ao xong, làm đất và sử dụng ao xong, chúng ta phải sử dụng probiotic ngay để tạo một cái nền tảng vi khuẩn hữu ích ở trong ao của con tôm như vậy. Thì khi tạo được cái nền tảng như vậy là chúng ta gần như là đã tạo được một cái thành công trong nuôi của chúng ta rồi. Khi mà có vi khuẩn hữu ích nó chiếm đầy ở trong cái môi trường như vậy thì vi khuẩn gây bệnh sẽ không có cơ hội để mà tấn công và tác dụng. Và một cái thứ hai là khi sử dụng probiotic không phải chúng ta sử dụng một lần mà được, mà chúng ta cần phải là sử dụng định kỳ. Nghĩa là 5 đến 7 ngày khi hết cái pha mà phát triển của nó giảm xuống rồi thì chúng ta phải lập tức bổ sung thêm nó liền, thì lúc đó nó mới có cái hiệu quả của nó. Và nếu như là có điều kiện tại vì mình nói là có điều kiện là vì đôi khi sử dụng mà thường xuyên trong thức ăn thì nó cũng làm tăng giá thành, cho nên là ở giai đoạn tôm nhỏ thì mình nên là sử dụng thường xuyên ở trong thức ăn để tạo được một cái sức đề kháng. Và khi mà sử dụng như vậy, con tôm khỏe mạnh, không bệnh, không cần sử dụng thuốc, thì lúc đó đương nhiên là nó đã giảm cái tiền mà chúng ta phải chi phí cho nó rồi. Thì khi đó hiệu quả mà cái năng suất của con tôm cao, lúc đó nó sẽ tính được cái hiệu quả về kinh tế cho chúng ta. Và một cái điều quan trọng nữa đó là cái độ sống của con vi khuẩn.
chúng ta bắn như thế nào vào trong trong nước, môi trường nước với hàm lượng như thế nào để mà nó có hiệu quả. Chính vì như vậy mà chúng ta thấy là đôi khi chúng ta nói là sử dụng không có hiệu quả là vì chúng ta có thể là không đủ liều. Thì chúng ta bón vào trong nước phải đạt được cái là ít nhất là 10 mũ 3 CFO trên 1 ml nước ao thì nó mới có cái khả năng cạnh tranh hay là lấn áp những cái vi khuẩn mà gây bệnh khác. Cũng như khi chúng ta trộn vào trong thức ăn thì cái hàm lượng của nó phải đạt là 10 mũ 8 CFO trên kg thức ăn. Và một điều nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là cái chủng vi khuẩn mà chúng ta sử dụng trong nuôi của chúng ta phải có sự thích nghi. Sự thích nghi đối với môi trường ao nuôi cũng như sự thích nghi môi trường ao nuôi cũng như làm thích nghi trong cái chính bản thân đường ruột của con tôm. Thì như chúng ta đã thấy là có một số những cái vi khuẩn mà người ta quảng cáo là những cái vi khuẩn nhập khẩu từ nước ngoài hay là từ Mỹ, từ Anh. Đôi khi những cái chủng đó khi về thị trường Việt Nam nó không thích nghi được, không sống được trong môi trường của ao nuôi. Thì như vậy mình khi mình bỏ xuống thì đương nhiên có tác dụng rồi. Thì cũng như mình thôi, mình sống ở Việt Nam quen rồi, mình qua nước ngoài thì đương nhiên là cái khả năng thích nghi của mình nó cũng kém. Thì đối với con vi khuẩn nó cũng như vậy. Nên những cái chủng vi khuẩn nào mà chúng ta được phân lập từ ngay chính cái môi trường tự nhiên ở trong nước mình và do những cái phòng thí nghiệm mà đặt tiêu chuẩn làm theo phân tuyển chọn đúng tiêu chuẩn thì những cái chủng vi khuẩn đó nó sẽ đạt được những cái hiệu quả cao trong ao nuôi. Còn những cái chủng vi khuẩn mà nó không tồn tại được trong cái môi trường ao nuôi của mình khi bỏ xuống nó đã bị tiêu diệt rồi thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng probiotic không có hiệu quả. Mà chúng ta thấy là rất là nhiều người nói là có khi như vậy, có khi khác. Thì là chúng ta sẽ xem xét những cái yếu tố mà chúng tôi đã trình bày ở trên, xem là chúng ta đã sử dụng đúng liều, đúng cách và lựa chọn đúng cái chủng vi khuẩn để sử dụng hay chưa. Thì công ty Vimedim có một cái trung tâm nghiên cứu và phát triển. Thì trung tâm của chúng tôi đã thực hiện những cái cuộc tuyển chọn và phân lập vi khuẩn theo đúng cái tiêu chuẩn, đó là theo đúng tiêu chuẩn gồm probiotic và theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì chúng tôi thực hiện lấy mẫu trên khắp các vùng miền của Việt Nam. Và lấy mẫu như vậy thì chúng tôi đã tuyển chọn và lựa ra những chủng vi khuẩn mạnh nhất và có nhiều những cái đặc tính probiotic nhất để mà lựa chọn tạo thành những cái chủng tốt nhất, tạo nên những sản phẩm ưu việt. Thì cái quy trình tuyển chọn của chúng tôi thì chúng ta thấy là phân lập lấy cái mẫu vi khuẩn từ trong môi trường tự nhiên, đất, nước và chúng tôi phân lập để đánh giá. Thì đánh giá thứ nhất là đầu tiên là chúng tôi sẽ đánh giá ở trong phòng thí nghiệm để xem những cái vi khuẩn đó có kháng kháng sinh hay không. Những vi khuẩn mà kháng kháng sinh là chúng tôi loại bỏ ngay vì nó sẽ truyền những cái kháng kháng sinh đó cho người thì nó không có tốt. Và những vi khuẩn nào đã đạt được cái tiêu chuẩn đầu tiên thì chúng tôi sẽ tiếp tục đối với là nó có cái tính chất là đối kháng được với vi khuẩn gây bệnh hay không. Khi nó đối kháng được vi khuẩn gây bệnh mình mới có thể là chọn làm probiotic được nữa. Và khi được rồi thì chúng tôi lại tiếp tục chọn thêm cái vi khuẩn probiotic đó có sinh được cái enzyme tiêu hóa hay không. Khi chúng sinh ra được như vậy thì chúng tôi mới tiếp tục chọn thêm những cái tiêu chí nữa, đó là tính bám dính, chịu pH và độ mặn. Bởi vì một vi khuẩn probiotic có được những cái tiêu chí ở trên nhưng nó không bám được vào đường tiêu hóa, nó không có sống được trong cái độ pH ở trong đường tiêu hóa hay là trong ao nuôi và nó không chịu được cái độ mặn của nước ao nuôi thì đương nhiên nó cũng không tồn tại. Cho nên cái chính là chúng ta phải tuyển chọn từ trên xuống dưới đúng theo những tiêu chí mà theo WTO đã đưa ra và chúng ta tuyển chọn được những cái vi khuẩn ưu việt nhất. Thì sau khi tuyển chọn được thì chúng tôi mới bắt đầu là đánh giá hiệu quả trên ngay cái con vật nuôi. Thì ở đây chúng tôi có một số những cái slide mà tuyển chọn vi khuẩn ở trong phòng thí nghiệm.
Thì chúng ta thấy là những cái vi khuẩn của chúng tôi là nó test cái khả năng enzyme, thì chúng ta thấy là ví dụ như là đây là cái vi khuẩn của mình thì nó có cái khả năng sinh ra được enzyme để nó phân giải cái protein tạo thành một cái vòng trắng như vậy. Tương tự như vậy thì ở enzyme amylase hay là lipase cũng vậy. Và chúng tôi cũng test cái khả năng đối kháng, thì như chúng ta thấy là có khả năng đối kháng nè, đây là cái vi khuẩn mà chúng tôi tuyển chọn. Thì những cái vi khuẩn gây bệnh nó đứng kế bên, nó không thể nào mà nó tiến sát lại gần cái con mà vi khuẩn robotic của mình được, nó phải có một cái khoảng cách như vậy. Thì đó là cái vòng kháng khuẩn của nó, và chúng tôi cũng đã thử cái kháng khuẩn này test trên cả vi khuẩn gây bệnh cũng như là chúng tôi so sánh với một số những cái kháng sinh mà chúng ta sử dụng để mà điều trị bệnh. Thì khi mà test cái kháng sinh đó thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái vi khuẩn probiotic mà chúng tôi chọn lựa nó có cái vòng là kháng khuẩn tương đương như là kháng sinh. Chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng cái probiotic đó để phòng và trị bệnh lại như vậy. Vì nó cũng có cái tính kháng khuẩn, nó cũng tạo ra được những cái vòng kháng khuẩn như là một số những kháng sinh mà chúng ta sử dụng. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể là an tâm là sử dụng probiotic mà không sử dụng kháng sinh vẫn có thể phòng và trị bệnh trên tôm được an toàn. Và đây là cái test khả năng nhạy với kháng sinh, thì chúng tôi chỉ chọn những cái chủng nào mà nó có khả năng nhạy được với kháng sinh nhiều nhất thì chúng tôi mới chọn. À, và đây là một cái biểu mô mà test cái khả năng bám dính với biểu mô ruột, thì chúng ta thấy là những cái chủng mà trực khuẩn probiotic được bám ở trên đường ruột như vậy thì nó mới có khả năng bám dính, còn những cái chủng mà nó không có khả năng bám dính trôi ra thì chúng tôi cũng loại bỏ. À, sau khi đã tuyển chọn ở trong phòng thí nghiệm như vậy thì chúng tôi đã đưa vào đánh giá hiệu quả trên tôm. Thì trung tâm IND cũng có một cái trại thực nghiệm để mà thử nghiệm lại những cái sản phẩm chúng tôi, những cái chủng probiotic để mà chọn lựa. Thì chúng tôi đã tất cả những cái chủng đó sẽ được đưa để mà trên cái trại thực nghiệm này, khi sử dụng an toàn và hiệu quả thì chúng tôi mới bắt đầu sử dụng trên những cái hộ mà nuôi tôm. Thì sau khi mà trên trại thực nghiệm của chúng tôi đã thử nghiệm được tốt và an toàn thì chúng tôi sẽ đưa lên những cái trại nuôi tôm. Thì ví dụ như là đây một là một cái sản phẩm mà chúng tôi đã thử nghiệm ở tại Trà Vinh. Thì chúng tôi thực hiện trên cái ao nuôi trên ao đất với diện tích là từ 1.000 cho đến 1.200 mét vuông. Thì chúng tôi sử dụng cái sản phẩm là Betic Forin, thì trong đó có chứa ba chủng probiotic trong này. Thì trước khi sử dụng á, là con tôm là đang ở giai đoạn là 25 ngày tuổi, tức là nó đã ăn rồi, và cái lúc mà chúng tôi đưa cái sản phẩm này vào sử dụng là tình trạng là cái ruột của con tôm nó đang bị đứt khúc rồi thì mới đưa vào sử dụng. Và là theo chúng tôi nhận xét đó là mình đưa vào đã hơi trễ, lẽ ra phải đưa vào ngay từ cái giai đoạn mới thả vào từ đầu thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà ở cái ao này khi báo cho chúng tôi thì cái tình trạng là cái ruột tôm nó đã không tốt rồi. Nhưng sau đó thì chúng tôi đã cho sử dụng liên tục trong 2 tuần và cái ruột tôm của nó đã có cải thiện và nó đã có cái biểu hiện tốt lên. Đây là một cái báo cáo do ở tại mà chúng tôi đã thực hiện tại Trà Vinh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thực hiện ở tại Đầm Dơi, Cà Mau đối với 2 cái sản phẩm đó là Bon VS và Robison, là 2 sản phẩm mà mới của chúng tôi. Chúng tôi cái Bon VS là chúng tôi sử dụng đưa vào trực tiếp vào ao nuôi. Thì đối với cái trại này trong cái mô hình là nuôi ao bạc bể tròn thì chúng tôi đưa được vào ngay từ cái đầu vụ, là vừa sử dụng song 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 với là sử dụng xử lý ao nuôi thì chúng tôi sử dụng trộn vào thức ăn luôn. Thì đối với cái bể này thì cái hiệu quả mình đưa ra ngay từ đầu nên hiệu quả rất là tốt. Thì trên đây chúng tôi đã trình bày một số những cái tiêu chuẩn cũng như là cái quy trình để tuyển chọn một cái chủng probiotic để đạt được chất lượng tốt. Thì ở đây chúng tôi có làm một số những cái thí nghiệm để giúp cho bà con trong cũng như những cái hộ nuôi là làm thế nào để mà tăng mật số cho cái sản phẩm probiotic của mình. Như chúng ta đã nói là khi đưa vào trong ao hay là đưa vào trong thức ăn thì nó phải đạt được cái mật số thì nó mới có hiệu quả. Nhưng đôi khi trong cái sản phẩm của chúng ta thấy là
Mình ghi ví dụ như là 10 mũ chính CFU trên kg, thì như vậy khi trộn vào làm sao để nó đảm bảo được cái mật số mà như là mình mong muốn trong nước ao nuôi đó. Thì cái mà chúng tôi gợi ý đó là chúng ta nên ủ cái sản phẩm của mình trước khi cho ăn. Thì đối với những cái sản phẩm mà khi mà đưa vào trong nước ao thì chúng tôi ủ với rỉ mật đường, thì ủ với rỉ mật đường như vậy là nó sẽ tạo được một cái cơ sở tốt ở trong ao nuôi tôm nữa. Vì trong ao nuôi tôm muốn cho vi sinh phát triển thì chúng ta phải đạt được cái chỉ số là CN nó phải tốt. Và cái rỉ mật đường này khi mà đưa vào trong nước ao nuôi là nó cái bổ sung trực tiếp được luôn. Thì chúng tôi cái ủ cái rỉ mật đường này thì chúng tôi có nhiều cái tỷ lệ khác nhau. Và khi ủ thì chúng tôi nhận thấy là với cái hàm lượng là chúng tôi ghi là 2% rỉ mật đường và 10% men, tức là trong 100 lít nước thì chúng tôi ủ với 2 kg đường và 10 kg men thì nó có cái đạt được cái mật số tăng sinh là cao nhất và có kết quả nhất. Như chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường thì chúng ta cũng thấy được là ở cái tỷ lệ 2% này thì cái sinh khối vi khuẩn nó cao hơn hẳn so với là chúng ta ủ ở 10% rỉ mật đường hay là 0,2%. Bằng mắt thường chúng ta cũng thấy là cái sinh khối của nó cao lên hơn hẳn so với những cái nghiệm thức khác. Do đó là chúng tôi khuyến cáo là chúng ta sử dụng ở trong cái khoảng là rỉ mật đường là 2-3% thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt. Một cái cách ủ thứ hai nữa là chúng ta ủ với những cơ chất. Ủ với cơ chất ở đó thì chúng tôi làm với cơ chất như là bắp, cám và hay là thức ăn cho tôm. Thì những cái cơ chất đó là những cái cơ chất mà chúng ta rất là dễ có ở trong các trại nuôi tôm của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng cái cơ chất là cám hoặc là thức ăn của tôm để ủ thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn là so với chúng ta dùng bắp để ủ. Khi dùng bắp để ủ thì chúng ta thấy giống như mật số ban đầu thì nó là 10 mũ 5. Thì đến sau 48 giờ nó sẽ tăng lên được 10 mũ 7. Còn đối với chúng ta lấy dùng cái cơ chất là cám hoặc là thức ăn tôm thì mật số ban đầu cũng là 10 mũ 5 nhưng nó tăng lên được đến 10 mũ 8 là chúng ta thấy là cái khả năng nó tăng lên là đến không phải là 10 hay 20 lần mà nó 100, 1000 lần. Thành cho nên là chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên dùng cái ủ trước khi để cho ăn hay là sử dụng xuống ao nuôi để mà nó đạt được cái mật số như mình mong muốn. Trên đây là một số những cái trình bày cũng như là những cái ý kiến mà chúng tôi thực hiện và làm được. Thì rất mong là có những cái ý kiến hay là những cái phản hồi gì của quý vị ở đây ạ. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý khách ở đây sẽ có một vụ tôm bội thu. Một số loại thức ăn tôm trên thị trường đã sử dụng đạm thực vật thay thế cho đạm động vật để giảm giá thành. Chính vấn đề này làm tôm khó tiêu. Phải làm sao? Hệ vi sinh nào tốt nhất giúp tôm phòng bệnh đường ruột, phân trắng? Tôm tiêu quá kém, thức ăn dư thừa làm cho môi trường nước ô nhiễm dẫn đến tôm bệnh. Người nuôi tốn kém chi phí, vòng quay này cứ lặp đi lặp lại. Làm gì để giải quyết? Vinedim đã có giải pháp với sản phẩm Lactozim. Bí quyết làm nên chất lượng của Lactozim là gì? Lactozim với công thức tối ưu có sự kết hợp giữa các vi sinh đặc hiệu đường ruột Bacillus subtilis, Bacillococcus acidilactici, Saccharomyces và tổ hợp hệ thống enzyme tiêu hóa mạnh mẽ. Công thức này có tác dụng gì? Hệ thống enzyme, đặc biệt là phytase, giúp chuyển hóa và hấp thu hoàn toàn các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Bacillus subtilis và Staphylococcus sản sinh acid lactic và bacitracin tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Đặc biệt khi gặp Vibrio trong ruột tôm, Staphylococcus acidilactici sẽ tự động tăng sinh lên 5 lần để tiêu diệt vi khuẩn này. Saccharomyces giúp nở ruột và sinh beta-glucan để tăng cường hệ miễn dịch. Không những vậy, Lactozim còn giúp tăng tỷ lệ sống của tôm đến 29%, nâng sản lượng cuối kỳ đến 69% so với ao không sử dụng sản phẩm.
lactozim, giải pháp ngăn ngừa các bệnh đường ruột cho tôm.